thẳng đấy, đúng không? Đừng đấy là thẳng lên mũi xuống sạch đĩa mà. Ừ, sạch rồi. Đảm bảo. Một mình thì nhanh hết. So với cả đàn như này, mình ăn chậm. Mình ăn chậm mà nên mình phải ăn trước. Thấy chưa? Mình ăn mỗi miếng thẳng lên mũi xuống. Hay mình ăn chậm nhưng mà giờ cái nó nhanh. Ăn từ mà tốn, từ tốn. Mày á là ít nhất phải ăn được 5 quả chôm chôm và 5 miếng cóc mà ít. Thì gần hết một đĩa rồi mà. Đây anh cười ơi, anh ăn hết cái chỗ này. Tại vì một đĩa nó có 7 quả. Anh chỗ này của anh ăn đi. Mà là tí hốt này, uống nước. Uống tất. Ơ, trong nhà có miếng không? Còn cái bàn ghế. Con bảo em. Làm lẩu mèo luôn ý. Trung thu chán này có mỗi đĩa. Thế ra còn có bò bon, còn có này bọt. Bò bon là bè bọt á. Em còn cho tôi còn món này phải còn món vặn qua ấy, nó có cái gì nhỉ, nó có nhựa lai chím à cô, tất cả đã bị ghi hình từ đoạn đầu đến giờ thôi sao. Chị em mình chép. Oh my god, chém từ nãy là ăn muốn ăn bã lá nói ở trong nhà còn gì sao. Ăn mày đấy rồi gấp cơ xong rồi quá hình ảnh. Các bạn ạ, à, tớ bên hậu kỳ. Không có tớ thì hậu kỳ cũng chẳng ra gì đâu. Bạn ơi, bạn đang che ánh sáng và làm cho tớ đen đi ấy. Phải sống thật với chính mình chứ cô. Thì che cho chúng nó vào live chi chít rồi nhỉ. Đúng rồi. Thả tim đi. Thả tim rồi nhỉ. Thả tim. Đây. Thôi để tớ vào đây bòn bòn. Đấy. Chạy tay của mình trước. Đấy. Bây giờ là khi mà live stream nó sẽ nói kiểu từ về hơn nhiều. Đây là lớp nó học vũ. Đây là lớp ham ăn. Đây là cái đĩa. Cái đĩa trung tiêu diệt. Đĩa trung thu. Không biết con lớp nào nó ca sau ấy, nó xem mình này. Dạ. Cô ca sau mình hết này. Mình nghĩ nó sao? Và chị ăn đã. Tôi mới thử không? 7 người live stream. Cô ra chim, à nhầm, cô ra live stream. Về thao hồ xem hai chị em cánh nhau nhé. Đây, chúng nào bóc đi. Ồ. Quay, chị kìa. Đây. Quay kìa. Cô nè, cô đang chuẩn bị nè. Nè. Đấy. Bây giờ là tưởng nè. Vọt vỏ đi nhanh. Đây. Cô này, tránh sai mà nó ra. Này, giá như ngày nào cũng là ngày trung thu. Nhìn không các bạn ấy chẳng mặt này. Được bắp này là ăn luôn mà sao phải quăng. Chúng ta sẽ đầu tư thêm một quả bánh quy nữa. Wow. Trung thu thật rồi. Thôi thú hết sách vở vào đi. Thú hết sách vở vào đi. Hôm nay mình đến hiểu học bài ăn được. Học bánh luôn. Chẳng học tư vực. Nghĩ là cạn hết lời. Cho ra đây để toàn cảnh. Không có cái đĩa này. Ở đây xem này, nhìn mặt cái. Rất nhiều live stream, rất nhiều máy đang chiếu ở chúng ta. Nên chúng ta trở nên hiền dịu hơn. Và chúng ta không phát ngôn giống như đoạn đầu live stream bên kia. Các bạn ăn lên mức độ mà không còn như giống nhà tôi. Tí nó ngược cái từ có nghe không kia khổ mà xem nó tí phải đang xem thì quay để dọc đi để dọc máy ra thì cái quần nó lại chửi ngu cho.
cầm cái máy rơi. Nó rơi anh Cường ngu lắm. Đắng hết cả mè. Đấy, cái đoạn đấy mà live stream thì vừa bách nhục. Kết thúc khóa vẫn thấy nhục. Cầm đi cầm lại á, lấy em xúc xỉ không cần sẻ. Thực ra là không có chỗ nào mà để cả. Mấy cái máy nó quay vòng vòng quanh nhà đấy. Này, lấy cái miệng quay lại cho quạt đi. Làm người của công chúng khổ ấy. Rồi, bây giờ hai đứa mình lên sóng với kệ bọn kia. Kiểu hai người tự kỷ lắm ấy. Tự kỷ gì vậy? Mình có đồ ăn đúng không? Đâu. Mình có âm thanh ánh sáng đầy đủ. Tại sao nãy giờ mà em thấy em mần một cái chùm bon bon nâu như thế mà chưa khỏi nào người học? Đấy, đứng đây. Cái cơ mần. Thực ra là mình sang bên này một cái sao ăn từ đầu giờ rồi có cạnh của cạnh. Thật ra thì Thảo biết phong bạc tí thôi. Nè. Thảo mà ăn nhanh như thế. Ngồi đâu đây? Để máy như này ngồi đâu đây? Trời ơi. Này được không? Ừ. Tỉnh dùng các bạn vừa xong là bóc nhát, không được ngon lắm hoặc là bóc thật ngon thì đây là có nhiều đấy. Các bạn đừng nhìn người khác như nhìn tớ được. Các bạn ạ, đây là chương trình ăn Trung thu và bây giờ chúng mình đang chuẩn bị phần lễ. Còn phần hội thì cả hai. Phần hội. Ăn hết này thì cả hai ăn đi. Kệ. Mình chỉ biết mình ăn thôi. Hôm nay có ca hàng không? Em chuẩn bị sang môn. Không ca hàng là sao? Để cho em chuẩn bị về đâu. Quay này thì thôi. Đâu, ca hai đang chuẩn bị đi. Ăn hết vậy thì ca hai đang lấy. Cả hàng kệ bọn mấy này kia này. Nó lấy đứng cái quay đây cửa khỏi về luôn. Không, quay cô mà kiểu gì cũng các cô chuẩn bị tiếp ăn nữa. Kiểu gì trong nhà cô cả phải ngoại để lại. Cô bây giờ ấy. Còn bây giờ như là hình ảnh an toàn, không bắt ngộn. Hôm qua mình có xem một cái lúc mà cô đã làm bánh trung thu. Em rất là hâm mộ quả màu xanh xanh ấy, màu đen đen đấy. Đấy tính trang tre với lại cả bà xanh. Đặt bột cho nó gì đó. Trà xanh là gì nhỉ? Thăm xanh. Thôi, học luôn nhá, trà xanh là gì hả cô? Đi trà. Ờ, thế hay biết thế. Cái quả này gọi là gì? Còn bọn họ này chắc là không chịu chết. Quả tên là chủ trên. Đến lúc mình sang Trung Quốc lại kết quả treo đi bên đấy nó gọi là anh đào bên thảo. Thế cái quả mà về Trung Minh nó gọi là anh đào nữa thì gọi là quả gì? Tức là cái quả anh đào là quả treo đi. Anh quả đào giống như quả đào không phải đâu. Giống như quả đào nhưng mà không phải là đào. Tôi cảm thấy kiểu như là bản thân mình bị thiệt thòi sao nó cũng rất mạnh. Máy cái máy của chị Thảo sao? Máy ở cái máy bóng đèn đấy mà nó nhìn nó to hơn rồi nhá. Cái máy của nó sáng hơn rồi nhá. Xong rồi còn để cạnh ánh sáng nó rõ ràng mình để rồi. Lên đôi. Máy của mình vừa để bên đây. Đôi. Tốt chuẩn mà đâu. Tối om luôn. Cái này to hơn. Anh đối vị trí đi. Nó vẫn hướng về phía mặt trời nhiều hơn. Cái gì đây má? Đấy. Ở bên Trung Quốc. Em tưởng là hồn nghe ai ai ai. Không phải, không phải. Cái này không phải mua ở bên đấy nghe. À, chết rồi. Bỏ. Cái này là cái gì á? Cô ngồi ra ngoài đi. Trứng đen à? Tiệp bàn đào. Mình đang ăn trứng đen bên đấy gọi là cái gì? Trứng đen là trứng hẳn á? Trứng là gì? Trứng đen. Trứng cho màu đen. Anh nhớ cái quả này ăn nó còn hôi. Gì á? Đúng rồi, nó còn cái. Đấy là trứng bắc thảo mà. Trứng hẳn phải ăn cái cháo ấy. Nó còn ấm. Nó là trứng bắc thảo màu đen. Cái bên ngoài trắng trắng màu đen. Em ngâm được trứng mặn màu nâu thì màu đấy thôi. Cô tóc cô che nửa màn hình rồi. Xin lỗi các bạn nhé, tớ tiếp tục lên sóng. Ở chương trình The Vây ấy là quay mặt. Cái chương trình này là kiểu quay em mồm là cái gì em? The Mau. Cái chương trình này là chương trình chỉ quay mồm thôi, bọn này nó ăn nhanh. Ăn dã man luôn. Và em là hoa hậu thân thiện, huấn luyện riêng được cái việc đờ môn, đờ ma. Chương trình cái miệng. Thảo ơi, em thương mình thế Thảo. Mắt thương bất đơ tí nữa, em kiếm tiếp nó mong. Cao sau nước này, búa nước này nó ăn không có bẩn.
muối là vã ra bàn. Có bị mình thắng hay như nào? Muối là vã ra bàn. Tại vì chị ăn nhiều. Nhưng mà còn nước thảo đìa đúng không? Ngày hôm qua mình lo lắng lắm, mua hộp ô mai cay quá, không biết ăn sao cho nó hết. Đây là có hộp ô mai mỗi từ tối hôm qua đến giờ thôi. Vơ nguyên một nửa. Ờ đây mà hôm trước hết không có quả quà, thua mọi người mang về cũng được. Quà, cái hộp mà hôm mình cầm nó đầy. À, hóa ra là bị cay quá không ăn vừa. Không, 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 bạn ơi. Lớp này, lớp này vừa cứ nóng nhỉ. Dạ, cả lớp nói không xong nhé. Người ta thôi các bạn ăn đi rồi, nếu mà cay như thế thì có ăn được. Chất cổ luôn á. Em tập sẵn cái thứ 10 cân đi rồi. Sao em đã ngửi cái mùi của nhân quỳnh và em bắt được 10 cân không? Ngon thôi em. Mà sao em ăn mùi rồi chứ? Trông nó gầy như thế này mà nó. Ôi là có mỗi cơ bỏ em gầy. Người như con mồm mõm ấy. Thấy chưa? Mày thấy khổ con mồm mõm cho em. Mỗi ra con mồm mõm là con gì thế? Mỗi cô bảo gầy thôi, mình nơ tân này bảo cực gầy. Mồm mõm là con chú chấu mà. Ai bảo con là con nêu chấu. Nó giống mọi chú chấu. Con gì nhỉ, con gì mà ngưỡng ăn được ấy chị nhỉ? Nói chung là nó giống chấu 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 chấu. Cô ở Hải ạ. Cô ở bên Trung Quốc có được không? Cái này mình đang livestream đây. Cái này là em bên báo là phải nói rõ ra để với chào quý vị khán giả cơ mà tôi chào rồi. Thôi cái này mày lương. Cái này là cô là bên bán cho người mày chứ chỉ lương đâu. Cô bên Taiwan. Bên toàn. Bên bé, bên bé. Cô bán lúc sau nghỉ đi. Em ơi, lúc sau đến là nó cũng tha rồi em ơi. Không là mình đi hát. Chắc tắm cửa. Chắc đấy, cái này nó bị mắng từ nãy giờ. Không, từ lúc mà được hai quả bóng con cũng không có gì nữa. Phải là quả thứ 3. Em nhầm mà tập 3 rồi ạ. Thảo ơi, mình không nghĩ là em cho mình ăn mà mình cứ tính toán như thế đâu. Cái kiểu đâu thế. Sợ thật. Mình kiểu nàng nàng đi, mình ngồi cạnh là thân thân đấy, kiểu không để ý. Bản thân tính toán trước đúng không? Thảo Thảo thôi, quay ra live stream đi, nãy giờ không mừng che hết em lại kêu bạn này kia. Bạn thắc, bạn ăn. Ơ, nãy giờ... Đói quý, cắm cuối, cắm cuối. Có mà cái gì nó không công bằng ở đây là bên này nó không bị soi cơ thôi. Em đẹp rồi, không cần nghe đâu. Mồm to. Mồm to. Sợi hai máy. Mồm đắp đắp đi. Ai? Vâng, người ta đang vào. Người ta đang vào, người ta xem nhiều. Phạt tiếp đi. Người ta nôn, người ta chạy hết ra. Ôi 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 ôi. Ôi giận này, không phải các thứ. Băng hết ra. Chỗ này ánh sáng đẹp quá nhỉ. Con bà bảo cô gọi ra đây cho con. Bà bảo mai chim nhiều rồi em. Mua đi sờ ta mà. Đây là bánh. Thôi cô em còn quay. Đây là bánh, cũng là bánh. Nói tiếng Trung đi. Nói tiếng Trung đi. Ai chả biết đây là bánh? Chưa cơ bánh. Được rồi, để sau này cả cô còn có. Chưa bánh, chưa bánh. Vừa đứng đại diện một thế này, vừa đứng đại diện một thế này, em đang chân đấy. Chưa nhé. Chưa. Đây luôn. Đây mới là một học sinh tiêu biểu. Chưa. Chưa còn bánh. Đâu. Chưa bánh. Đấy. Đây là bánh. Chưa bánh. Mồm nó vèo lên. Bánh chưa tra là Google nên cứ gọi tăng là bánh. Còn đâu trong tiếng Anh là cây. Chưa. Cây. Chưa cây. 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 Mày đúng là cây. Không, đấy là em đang học tốt tiếng Anh. Chị ơi, con ăn vào cái phần gì mà nó đắng ấy nhỉ? Cái lúc chụp ảnh nó chẳng đã được gì. Ê, bỏ ra, cô ơi, cô ơi, di chuyển mình. Bằng cái giá em không nên phát ngôn về con ngư nữa. Mình suy nghe. Ôi, ôi. Đừng. Nó đang biết kêu rồi à? Đừng mà. Kêu rồi à? Em bây giờ nè, đấy. Em ta em át hết tất cả mọi hình ảnh khác đi em. Ao. Con mẹ Jin chào mọi người nào. Đừng nghĩa ra đĩa này nữa. Cười bỏ đi.
nước mày đây sợ lắm. Bảo mắt là cái này thôi. Bây giờ chẳng có gì liên quan đến học ở đây sao? Đúng rồi. Đây là lớp sách bào đây. Đây là lớp học thứ hai. Bỏ sách bào đi không? Về nhá. Học nhóm. Đây đang học nhóm. Tỷ lệ đạt với in mình nó chết đấy. Đây là đang bài 6 thực hành kỹ thuật ạ. Cũng phải ăn đấy. Không, trong sách là ăn trong nhà hàng, đây là ăn trong lớp học. Đây là cảnh thứ 32 bọn đã hết. Tiếp tục tập bao nhiêu đi? Sao bây giờ cái máy bên mình em mình thấy mình đẹp mà long lanh, mà máy bên em mặc mình như cái bánh đẹp. Máy bây giờ này, giờ đưa cho chị Thảo cầm cái này, xong rồi cục kiểu thứ nhất, cái thứ hai cầm cái. Tao ấy bảo con là người của, à không, con là mèo của showbiz. Mèo mèo movie star cũng không phải bị ảnh hưởng với cái đám này nhá. Thôi bảo đi vào ngủ tiếp đi bạn. Cái quả đấy trông nó giống nhiều cái hình nó cái vị lắm đấy. Nhưng mà nó có ba, nó không phải là gì tật. Xách cái quả bên trên được rồi mà. Anh bảo nó không lấy cái gì tật. Cái cây này nhá, quả sai đã mang sai. Bảo kêu đi, bảo kêu cho mọi người biết là con kêu đi. Bảo kêu đi, bảo kêu cho mọi người biết là nhớ làm chứng chứ bộ đứa sao chung. Cái nghe tao phải cầm ảnh, mấy ảnh không biết là phải chụp hai đứa máy ảnh. Nè, vâng chưa. Sợ tin quá, chị già đuối quá, không đeo kịp. Sao chị già mà chả được. Không trẻ được. Con đấy, bảo ấy. Cứ sớm rồi nha. Con này nó không thích ra đây này. Úi giời ơi. Định khủng bố đánh bom này. Xong, tắt hết điện đi luôn. Cô chị có nhiều tim không ạ? Rồi. À tim. Cô lấy đi. Đâu đâu, quả nhé. Quả đấy đấy. Nhiều tim nó phải lại like. Quả tháng sau luôn ấy rồi. Tim. Thả tim vào. Cái đấy mà. May nó không chơi vào phẫn nộ. Quả tôi thấy em. N. Quả của N. Ừ. Mà lửa kêu. Cường ơi, cái gì nữa mà cái vỏ mà hết thì tại ai? Tại em. Em không, em sẽ chịu trách nhiệm. Này cứ để em. Sợ chưa? Em không cần trách nhiệm không? Ý của bạn Cường ấy là các bạn đừng mơ được cả bánh nữa. Cứ để tớ. Không, đây là em sống ở có trách nhiệm. Không phải các bạn đâu, cái bánh này là bánh Hàn Quốc rất là ngon. Chứ không phải là bánh Queen. Đây là bánh tẩy loại đậu của Hàn Quốc rất là ngon. Và Cường đã phụ trách ăn cơ số. Em anh ơi, anh vừa là cái gì nhỉ? Hàn Quốc bây giờ mới được gọi là quá nhanh mà có cái bản này. Chưa? Đâu? Xem cái quả như like nó bị chạy từ lúc thứ bao nhiêu đến lúc thứ bao nhiêu bây giờ là được 30 phút. Bây giờ tôi chỉ cười và thở thôi, mệt lắm. Thôi cái này không có phút rồi. Ok. Ok. Cứ ăn nữa, thả cái đứa mặt đi. Rất nhiều những cái kiểu câu tiêu cực ở đằng này. Kệ nó sao? Kệ mọi người. Kệ mọi người. Chỉ ăn thôi. Sống là phải biết tới hiện tại. Em. Em chưa. À, chào các bạn đã được phỏng vấn tiếp. Chào chưa, các bạn. Chưa. Lấy hai cái mày. Xong. Không liên quan. Liên quan gì, khỏi có người yêu xong rồi. Em nhìn nó. Tao bảo một điểm cứ bảo tao bảo là xong thôi chứ còn gì đâu. Này, em nhìn nó giống số 10 hay số 11. Đây số 1 rồi. Đây số 0 là số 1. Sao ngoài kia nhiều xe đi nhá. Thôi chứ không bỏ này lắm thịt lắm lắm mỡ lắm. Vừa đâu. Tôi cô đẹp kể cả không có điện cô vẫn cách đẹp. Cách đây 2 tháng em có 38 cân, tự nhiên em tăng 5 cân. Quay chị ạ. 38 cân. 2 tháng nó tăng 5 cân nữa. Dã ngoài chị ạ. Quay ngôi lợn tàn nói như nào. Đây, nặng đây.
quay chu. Chu à lập. Tôi xin quay chu. Tổng. Đây là hai cuộc thi ăn bánh của các bạn nè. Không. Tớ rất thánh thiện. Tớ thánh thiện, tớ nuốt xong tớ vẫn nói tớ. Thì tớ nghe. Nè, Yên thì còn một từ trang sử. Cô ấy, cô bảo cô không ăn được ngọt. Đấy nên cô bảo cô ăn chưa cắn phát nào cả nhá. Về cô sẽ ăn từ từ. Dạ cô. Mình là làm hàng nhưng mà chỉ lấy ra một rổ thì còn 4 cái. Không. Các em cơ bây giờ mình nói thật ở đây nó ra nước kính mà tí đừng ăn cả. Bây giờ cái kính nắng bây giờ nó lẫn vào tí này. Kính này cô trang trí cho đẹp rồi. Bây giờ chắc là đồ giờ trong cùng này chắc ăn được cả hết. Nhanh không hết. Chứ phần nước về anh ạ. Mình vừa mới quảng cáo xong một cái nó cần hết nhanh chứ. Tôi đang chê bánh ấy. Cô con cứ quay ra quảng cáo tí nữa. Con đang ở trong cái đây nhá. Cái cổ bảo nhá. Vẫn chưa dám ăn, con đang quay hình ảnh của sản phẩm. Không biết quay không nhưng mà cứ hết là được phải không? Này, các bạn ai nhận không này? Đấy, cô bảo nhá. Cô bảo cô thực ra thì mình cũng chỉ có một tháng tăng lên 3 cân thôi. 2 tháng là 6 cân. Hơn cái. Nè, ba được thấy em đi từ 3 tháng nữa có tăng nữa. Người ta tăng theo kiểu dạng như là thỉnh thoảng mới tăng mọi thứ như anh em ấy 1 năm mà tăng cả 2 tháng 6 cân. Biết đâu tháng nào năng suất quá tăng 8 cân thì nhớ. Chị đố mày. Có một đợt cao điểm mình cũng cần tăng cân, cần tăng cân. Thôi mình chỉ là không học bây giờ. Đấy nên cô phải tập điều kiện cho nhiều buổi nữa. Lớp thì ngày nắng là ngày trung thu như thế này. Thực ra thì tôi chỉ đến lúc mà xong thì con rủ mà ông về thôi. Sau khi học rồi ở đây trên rồi. Em có cảm nhận là khóa học rất vui, rất hữu ích. Em tăng cân rất nhiều. Đâu, khóa học này rất ngon. Đấy. Tại sao lại ngon? Dạ khóa học này cô chỉ dạy về ăn. Nhưng mà hết khóa học và quên cảm ơn cô rất là nhiều. Nhau có khóa học này mình tăng cân vui vui. Trời ơi, nay bữa đầu tiên. Này. Từ xưa đến giờ cái bạn mà lớp nó rất là kém. Lớp mình mới khai giảng là mùa hè không? Nóng, xong mình biết. Cái lớp nó nóng không? Mình học là bao gầy, là nó nóng quá bây giờ kiểu bao tao cũng được. Mình có bao gầy cơ mà. Bao gầy mà các bạn ăn như thế này thì thôi xong rồi. Tớ xin các bạn cảm ơn. Nhưng mà lên ảnh như người mẫu. Rất là gì? 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 Tấm sư. Tấm sư. Nó là quả ăn nó có bị gì cô? Mơ. Quả mơ với lại một số bằng. Nói chung là nó tốt cho cơ học. Đây là bạn học thầy mẫu giáo ấy các bạn ạ. Đây là tôi sẽ mới tấm bùa bên này. Đây kính thì ngồi đâu? Chó hình như thấy ở trên cây là có ảnh của Hàn Quốc. Trung Quốc. Có cả hàng Hàn Quốc. Bạn bè mới xem được. Cái này là Hàn, còn đâu cái này là Nhật. Cái này là Hàn, cái này là Nhật. Còn đâu cái này cũng là Nhật. Nhật Bản. Còn đâu cái này chữ Hàn. Cái này. Cái này không xa với đâu. Cái này là ship tại cửa. Từ đây của Việt Nam. Hàn Bắc Mao. Cái này có khả năng của Trung Quốc. Thì nó là kẹo ô mai, tốt cho họng mà. Quỳnh ơi. Sau cái vụ mà giật tóc vừa rồi ấy, cái đoạn là cái đoạn mà trông vô ở bên ngoài với lại cả đoạn chụp ảnh như người mẫu là đấy. Như nào? Như nào? Không. Nói. Em đi lên đó là ngôi sao.
thôi sao nó sẽ sự thật em. Nhưng mà bây giờ là mình nghĩ cái đoạn ở bên ngoài đấy, cái đoạn vừa bên mẹ em nói là bên ngoài đấy. Cái chân ở bên ngoài nó không ra. Cái chân. Đấy mới chỉ nói về cái chân. Trong này đâu có dài đâu, ảnh trong này đâu có dài đâu. Không có cái dài. Thế hình như là DZ ấy. Cái này em phải hỏi một trong những photographer là tại sao nó lại dài. Chỉ có thấy giống cái mà ôm cái bánh ấy. DZ tít đấy. Không, cái bộ mà ôm nhau bó sát không anh nhỉ? Trong em là chụp mà chân dài thì đơn giản chỉ hơn hỏi mấy bạn này thôi. Kéo chân anh. Không phải kéo. Kéo chân chụp ở dưới luôn. Chụp là chỉ cần chọn góc với lại cả lúc mà người ta ghi sai ấy, người ta cắt lại ảnh ấy là người ta xỉn luôn rồi. Nhưng mà chỉ chân dài vẽ mà nó chứ gì đâu, em chỉ cần mét sáu chân này trước, em chỉ cần mét sáu trở lên. Thế thì em không có sao đến giờ rồi, có xin rất là trước về trước chứ như vậy là vừa mà úp rổ mà đi như này sao nhỉ? Đúng rồi, mà con gái chỉ cần mét sáu thôi, chụp ảnh lên thì ok đó, chụp quả before after. Còn dưới mét sáu là về vườn, bên ngoài nó là canh muối. Không mà chưa nói là đến lúc mà đi chụp còn thêm cái dép 10 phân nữa. Mét bảy mà có cả bị căng thẳng. Các chị phi gì mà các chị chỉ cao tầm 1m75 thôi. Sao mình để ngôi sao đi. Ngôi sao em. Ngôi sao mình bỡ à? Hơi nhiều bánh tính quá là phải sứa chứ. Không sao nào. 2, 3, kia vào. Chính nhận ạ. 3, sứa đi. Thực ra tớ bảo này, cái đoạn mà ảnh như họ tớ là tớ thì phải làm ra là xong rồi. Sau đó là kiểu như là Ủa chết rồi em ơi, nãy giờ vẫn live stream đấy, mửa quá. Mình là còn thở nữa chứ. Thì đừng có ai không mình. Hiếu ơi, thèm quá cô Jin ơi, nhớ cô. Cô cũng nhớ em lắm Cường ơi. Cô kìa. Vẫn phát. À không phải Cường, không phải em, Cường bên này. Về ăn với cô, bảo về ăn với cô. Tự dưng bạn Cường bên này nhìn mình giống kiểu như là mình bị cuồng bạn ấy. Con bé đang đi thả dáng rất là đẹp, em con vào thang máy tắt, thả vi ra phật cả cúc. Phật cả cúc, cúc gì á? Cúc gì? Cúc gì béo quá. Không có, cúc gì thì sai đê quá. Ơ, cứ tính nhá. Cười sao đang tập cường quá. Em tính hạ đi đấy. Nhưng mà em nãy đừng nghe trời trời được. Em có cái tính rất hay là mỗi lần cười phát đọc sang bên cạnh sân. Không lần quán cười đọc tay. Thôi đọc gì rồi đọc cười ấy cơ. Đọc thế trong trời hơi to. Lúc đấy thì bà nó bị bầm. Bà bị cái bà là ngô. Bây giờ nó bầm bị lần xuôi. Còn em ở trong có nhà cái sọc lát màu đỏ. Em cầm ở đây trước khi đưa. Xoái ca mà đi đi. Đấy. Trước khi bọn nó nãy hết cặp bỏ. Đây là đứng xuống bên trước viên là cái hai đến rồi. Đây là hình ảnh mà sau khi ăn đúng xong rồi. Mà nhờ đi vứt rác. Trai thì biết. Hả? Cái gì? Bắt đầu đến nhận được xoái ca. Được rồi, mình sẽ chịu hết trách nhiệm. Ăn hết cả bỏ đúng không? Lúc đấy là nhận được xoái ca. Cái này thực ra là nó không phải là ăn ngon nhưng mà nếu mà cổ họng á. Ăn không ngon nhưng mà vẫn ăn được. Hơi ngon ạ. Để lấy bà lâm lẩm lẩm. Mấy cái này em quả này đi. Mấy cái ngon ngon. Em bí dụ mà không biết. Làm sao phải cô cho em một quả. Lấy cả cũng chả còn sao đâu. Được rồi được. Em bị cái nào rồi. Cái đoạn đi lấy xoắn rác đi đi. Lấy xong mà tay cầm khư ba cái bánh. Sợ là mọi người lấy lúc. Cái gì cơ? Mày mua nhầm gì lại nào. Vừa lấy cái tay đâu. Cái cầm lấy cái kiểu bồ như thế đâu. Phải nhẹ nhé, lấy lớn rồi. Nó còn khó khen, lấy cả góc cạnh nhiều ấy thì cũng có thể là dễ. Sợ nhất là đạn bằng phẳng. Bằng phẳng là... Cường anh cầm gì mà nó đổ nhiều. Thôi, hôm nay là ăn rồi nên... Lấy cái túi xanh cái này, cái túi xanh nó đổ rồi. Ước gì ngày nào cũng là Trung Thu. Trung Thu các cháu có được đi chơi đâu. Một tuần thứ ba thứ năm nó không cần nhiều, không cần nước. Hôm nay là...
bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là bây giờ qua nhà cô con em ạ. À. Đây còn nguyên một chùm này với lại một rổ bánh. Mà con bánh đi còn kịp. Đây còn mất một rổ bánh nữa không? Nhưng mà ý là mình nói là tính bằng thời gian bằng phút ấy. Em là em phải qua sớm ấy chứ không thì đến phút gò 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 nó không còn cái gì nữa. Từ 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 em ấy đứng phủi xuống đất, phủi xuống đất lý ý kiến. Em phải nhắc em. Bây giờ là đến cái đoạn là tiết mục là ăn hết đồ rồi, bế mạc rồi. Bế mạc. Hẹn hẹn các bạn tí nữa đến K2 nhá. Đến trung thu sau, đến ta sau nhá. Năm. À xin gọi K2. Các bạn hãy chốc về em mời cô mà phải cho cô ra cũng mình vào. Mình lại quay lại, mình lại quay lại. Không, mình vào từ nick mình phẫn nộ. Phẫn nộ. Tí thấy cả lớp mình phẫn nộ. Phẫn nộ, phẫn nộ. Mình phẫn nộ nhá, đừng ai thả tim thả biết đi nhá. Đừng tim biết gì cả. Cả nhà chào mọi người đi này. Đây, chào. Chào, chào. Chào, chào. 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 Ch